Sàn giao dịch ô tô Ba Tư Phan xin kính chào anh chị và các bạn. Trước mắt các bạn đây là một chiếc Ghost đời 2007 số sàn. Đây là màu xanh da trời. Hôm nay thì kênh Hải Dương mình, kênh Ba Tư Phan Hải Dương stream lên để cho anh chị và các bạn tham khảo một chiếc xe Ghost. Thì chiếc xe này nếu mà nhu cầu của giá tiền nó hợp lý thôi, nó hơn 100 triệu thôi, thì nhu cầu của anh chị và các bạn nếu mà muốn mua thì mình sẽ quay cho anh chị và các bạn tham khảo. Bạn Phạm Xuân Minh ơi, Sorento máy dầu 2016 có bạn nhé. Phạm Xuân Minh màu đen. Chiếc này là một mình đang bán 170 triệu bạn Vi Thỏ, Vi Thỏ ơi. Anh Phạm Xuân Minh con Sorento máy dầu màu đen ấy là giá là 860 triệu bạn ơi. Xong ghế nỉ rất đẹp. Ô bạn Phạm Xuân Minh ơi, ở trên trang web của mình đã đăng rồi đấy bạn ơi, bạn nên đấy tham khảo nhá. Ba Tư Phan, bạn nên tìm Ba Tư Phan nhập khẩu xe cũ Sorento là ra bạn nhá. Kia một khoảng 140 triệu thì bên mình hiện tại chưa có bạn Tuyển Lê ơi. Ok bạn Phạm Xuân Minh. Không bạn ơi, chiếc này cái nỉ chưa vòng ra. Gentra thì bên mình đang về một chiếc Gentra đời 2009, nhưng mà 150 triệu thì không được bạn nhá. Đang về một chiếc Gentra 2009 màu đen. Bạn Tuyển Lê ơi, 150 triệu thì hiện tại bên mình có con Vios 2005 bạn ơi, 165 triệu. Ok bạn Quang Lê. Bắt mà nhớ mà, luôn. Thằng đấy về sau bắt nhận đá. Đồ bắt. Thoại kìa lợi. Thoại. Tạm dừng, bấm tạm dừng. Đây đi vào bên sâu bên trong nội thất của chiếc xe này nào. Ui trời. Bạn Bi Thỏ ơi, con này đời 2007 bạn nhá. Xe Ghost đẹp quá cho đời xe. Bạn ơi, chiếc này chiếc Ghost đời 2007. Đây là mình đang quay chi tiết nội thất này, bạn Trương Đỗ Thành ơi.
xe này vẫn còn khá là đẹp. Đây, mặt táp lô và đồng hồ này còn khá đẹp luôn. Đây mình đã quay nội thất chi tiết những nội thất nào. Đây là nội thất này là ghế nỉ. Anh chị em nào mà có nhu cầu về chiếc xe ghế này hoặc là để gia đình đi mà tầm tiền nó hợp lý thì hãy liên hệ về hotline của sàn giao dịch ô tô Batofan là 19001034 các bạn nhé. Để rồi anh em nhân viên ở trong trong văn phòng sẽ tư vấn cho anh chị và các bạn. Bạn Tùng Lê chiếc này là 170 triệu bạn nhé. Trần này, đèn này, đây là nhìn từ hàng ghế phụ sau lên thì xe vẫn còn khá cứng. Vì bãi mình hiện tại cũng đang rất nhiều dòng xe thì mình quay chiếc này khoảng tầm 5 đến 10 phút cho anh em tham khảo. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp về hotline của bên công ty mình, số là 19001034, hoặc liên hệ hoặc đến trực tiếp bên sàn giao dịch ô tô Ba Tư Phân, địa chỉ là số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Được các bạn nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho anh chị. Xin chào bạn Nông Phương Đam Mê. Ở đây mình sẽ quay chi tiết máy cho anh chị xem. Chevrolet, Chevrolet bên mình có bạn nhé. Bạn cần dòng gì, loại gì? Đây là chi tiết máy của chiếc ghét này. Chevrolet 7 chỗ là Captiva. Captiva hiện tại bên mình cũng đang có loại máy xăng và máy dầu. Bạn cần loại gì? Trong khi nó nói chuyện thì chẳng em ruột nữa, thằng em ruột nó còn không biết là nó bán mà khoảng 200 triệu thì cũng không có, không có đâu bạn ạ. Khoảng 250, 260, 255 là có bạn ạ. Matiz thì bên mình hiện tại chưa có. Bạn Phương Huy nhá, bạn Phương Huy. Vâng. Bạn Bi Thỏ ơi thì bạn cứ đến trực tiếp công ty mình đi. Thì bên mình sẽ bàn bạc bạn về những cái vấn đề mà như vậy. Tại vì đây là xe cũ chứ không phải là xe mới, thì đâm ra là anh em cứ đến kiểm tra xe kỹ càng trước khi lấy xe. Cứ bên mình mà mua xe lại của nhân dân thì người ta cũng không bảo hành cho bên mình. Nên mình chỉ cam kết anh em là xe có như nào, có như làm sao thì nói cho các bạn như vậy.
Ok bạn Nông Phương Nam Mê, bạn xuống xem thì bạn hãy liên hệ trước. Bạn cũng nên liên hệ trước bên công ty nhé. Bạn cứ gọi trước về tổng đài là 19001034 để được anh em sắp lịch cho. Bạn Phùng Huy ơi, địa chỉ là số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Này giọng nó hơi kém ngặt mũi quá. Ok, xin chào anh em nhé. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp về bên công ty mình.